Hôm ăn bả cơm ngon thiệt. Mình mến chào cả nhà luôn nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Hiện tại thì cũng 5:15 cả nhà ơi. Bữa nay được cái tin là thất vọng tràn trề ngủ cho tới trưa luôn. Hôm đang ngủ lúc 11 giờ mấy, ghe te vô nó ủi cái kinh nước đục ngầm ba không la trời không. Đêm nay sao ba? Hôm nay thì thất vọng rồi. Nếu chiều biết vậy thì đâu có cấm. Vì cấm thăm giác được 6 con cá, 3 con cá chê, 3 con cá lóc thấy cũng ngon. Con cá lóc bự, còn 3 con cá chê bự bự không. Ngủ 10 giờ mấy mấy ảnh vô cái thôi tôi thất vọng tràn trề. 11 giờ mấy nghe phục tưởng gì tới rồi viên giật mình ngồi vậy thấy hai cây sào hai bên bờ nó chết rồi. Không biết mấy cái 12 cửa ngục của mình nó có dính đi chẩm không luôn. Dính thì người ta mang đi luôn, đặt dụm. Ba hôm mà ổng buồn, ổng không có ngủ nghe gì, hôm thức hoài luôn. Ngủ nghe gì được. Thấy như vậy là thua buồn, phải chiều ảnh lại làm sớm đặng cho mình đi nơi khác, cho ảnh làm ăn. Còn mình đương làm ăn, ổng vô, ổng đẩy voi một, thôi thua. Mình thấy người ta đi tè đó, không biết mình quay có tiện không, nên hôm mình không có dám quay lại. Sáng nay ba nói chắc cầu không có dính, nhưng mà cũng phải đi cuốn để review, nếu mà có dính thì ngày mừng, còn không có dính thì mình hy vọng bẫy chuột. Cũng mời cô chú anh chị và các bạn đón xem video này coi thành quả của mình là có mắc 12 cửa ngục không nè, rồi câu có dính không nè, rồi bẫy chuột thì buổi sáng dính được nhiêu nha. Chút xíu nữa cha con đợi hảnh trời lên mới đi, chứ hết hy vọng, không còn niềm hy vọng nữa. Mình với ba với vợ mình cuốn từ cái mí chòi mình ra tới cái lộ xe luôn, không dính một con nữa cả nhà ơi. Cái ghe te nó vô rồi, cá nó quảng nó không dám ăn. Không biết mấy cái 12 cửa ngục của mình ta có ủi dính luôn không. Hồi lại mình thăm chuột rồi mình lại mình mò sẵn mình bẻ bông lục bình luôn. Tới cái đường vô của mình luôn. Này chạy là con nào nó trúng nó nhảy lên là bự nhỏ gì dính hết hả bà? Phải hôm ta chạy sớm một chút thì cha con mình tăng. Chạy lối 6 giờ ngoài nó chạy thì mình luôn học luôn. Lối 6 giờ ngoài chạy bữa nay chắc ăn cuốn giò về liền. Khô rồi. Khóc luôn. Sáu giờ ngoài chạy là bảo đảm không dính con nào luôn á. Hồi hôm, đúng rồi 11 giờ. Cuốn từ chòi mình là ngay cái đèn trắng tút ngoài kia đó thế nè. Vô tới đây luôn không dính con gì. Không dính cái nhớt luôn. Sao không thấy nặng vỏ gì trơn ha em? Vỏ thật trơn luôn, không có nhớt cá. Kinh lớn ngoại thì thấy thua rồi, kinh này không dính là kinh ngoài đường bẫy chuột mình thua rồi. Sáng không có cá mà sao đi yếu vậy bà xã? Sáng không có con cá nào luôn. Chưa mình còn hy vọng mé. Ừ. Ba cũng đi yếu luôn rồi cả nhà ơi. Lấy 2 giỏ luôn em. Đằng cuốn nhiều, đằng cuốn gỡ đèn cái em ơi. Cuốn luôn hả mà, cuốn bãi chuột luôn. Bà uống nước đi. Bà uống nước đi rồi mình cuốn bãi chuột. Chuyện lạ có thật nha. Không lẽ bên kia thắt thì bên đây trúng sao? Nè ba ơi, cá lóc trắng phiếu luôn. Cá lóc trắng phiếu luôn. Còn đầu gối không? Không, cũng trọng lắm. Em ơi, em đâu rồi? Đó là đựng cá nè. Ê, coi chừng té con kinh ba. Sáng bề. Đây, cận cảnh. Mừng quá. Mừng lắm. Chàng chê niềm hy vọng. Đằng kia còn nước nữa không? Giái khúc này dính 2-3 con đi mừng lắm à. Để câu không có thành quả kỳ với khán giả dữ lắm luôn. Nè em cuốn thằng này cuốn lại nè em. Ba cuốn tiếp đi, dính rồi đó em. Sáng em với ba ăn dụng gì vậy? Heo leo hả? Quá đại vô đi. Đưa đây anh, cái giỏ anh cầm cho. Qua đây dính con cá, con chuột này mừng rồi đó. La lên cho không khí nó nóng lên anh em ơi. Ba đi đi con dòm câu chứ. Hôm nay dính chừng 3-4 con mừng lắm. Không nghe la dính chuột gì chứ em? Chưa nghe. Vậy là tính ra đồng này người ta săn bắt dữ lắm bà. Đồng bướm nè. Này tới mưa một cái còn dữ nữa ha. Mưa người ta còn đi dữ nữa. Quá đã. Chuột bự bự không à. Chuột đều đều mà nó ít dính. Ba cuốn câu đi để vợ con gom bẫy. Chừng nào có dính bà kêu con nha. Trắng tài buổi sáng nay. 3 con nhỏ xíu. Con nhỏ, 2 con trọng trọng. Khu nào mà người ta thiệt rồi thì cũng còn mà không còn nhiều. Này chúng mánh dù xịt hết rồi. Dính một em. Em mini vậy. Ủa cái gì động nước vậy ba? Nè, để giỏ đó đó này. Bự không? Nhỏ cái nhà. Có thành quả là được hả? dở như trời. Dính hả? Trời ơi, chuột mới mở mắt. Đây nữa nè, đường mòn ngon cái kia dính đó. Cái này chết rồi. Đâu? Đây đây đưa review cận cảnh này. Bích lòng luôn. Ít nhất phải bự gì mới ngon. Sáng dính không được 10 con chuột chắc mắc cừ lắm. Còn có mấy chục nữa hết, hút rồi nè ba ơi. Hút 7 nè. Ủa khúc kinh này ba cấm thưa lắm hả? Dính hả? À, dính con cóc. Hả? Dính con cóc, cái này mới ngộ nha, phải dính hết tôi cừ không? Thả nó ra đi. Cá lục bình, cá lục bình mà. Ba nhỏ đi, có vô có dính ghéo con nha. Quá dở luôn, đường mòn hết biết không dính. Đường mòn dữ dữ không này cả nhà. Mà sao nó không, chắc người ta xịt hết, tại ở đây có đường dây xịt. Ta mới xịt người ta làm cái đường đó. Nhưng còn cái đường nhưng mà ta bắt hết. Dính cá lóc hả? Ồ đây dính hai con chuột nhỏ luôn nè. Bự không ba? Đây nữa nè. Ồ đây nữa nè. Nó nhỏ không à? Vuột không? Nhắm vuột không? Đợi con quay cho hết chuột luôn đi, em lại anh gỡ cá luôn. Bự không ba? Cũng được. Đó là được này. Khúc này dính được mấy con chuột nhỏ nhỏ. Nhỏ vừa ngay đó ăn con đó nha. Gô gì cũng đỡ. Sáng bên này khóc quá, khóc rồi. Khóc chuột, khóc cá luôn. Chết nhát hay em trai? Không, cá thì mình biết là không giờ rồi. Con chuột nè. Trời ngon ngon không ha, trời bự bự không ha. Trời mềm mềm. Dở lên cái coi. Đâu cá dính đâu à. Còn mấy cái bẫy nữa hết rồi. Cũng cả chục con chuột. Nó nhỏ không? Cá cắn câu. Đây cái bẫy nè nghe em ơi. Đây. Ok. Con có à, con có ai nói gì đâu. Con có. Nghe không? Cá lóc nè. Cá lóc. Thấy không? Cũng em. Đây còn hai cái nữa. Dính nè. Ồ con nó bự đó em. Ê con bự ế vố kìa, dính con bự nè. Nó gung cỏ đó. tôi đi nhổ tới rồi. Ngay đầu đó dính ha. Đây dính. Con này bự. Mấy con? Hai con. Có con bự ha. Ừ. Còn sót mấy cái đó nha. Cá gì ba? Cá chê nó lú gầu luôn kìa. Bắt đi. Nước lớn vô phải gì? Nước lớn quá gì đó. Hồi ruột luôn. Tạo cảm giác phê phê hả? Chị trắng nè. Thôi lấy à. Vỏ buổi sáng. Rồi. Cái này nó đỡ hơn cá trắng tươi. Ba không sợ cá trắng tươi lắm cả nhà. Cá trắng tươi ghê lắm ạ. Ô vậy là không phải ủi không dính đâu, mà do là sao ba biết không? Chia ra ăn kinh dính ăn giác. Không phải đâu, ở trong mấy kinh nhỏ tối vô ăn ủi chạy ra ngoài. Hôm kinh này là không dính con nào nè. Ừ. Bị gì mới tối nó vô. Mà dính, còn cái kia dính thì lại sáng không dính. Bị gì trong đó quảng lên. Cha con mình về tới chòi. Giờ sạn thả mấy chục vô lòng cái cả nhà ơi. Rồi mới đi dở 12 cái ngục. Rồi bẻ bông lục bình luôn. Em không lấy cái nón đội vô em. Nắng. Lấy nón đội vô đi em. Nắng sáng tốt hả? Không phải em bé đâu à. Thả rồi nha. Thả rồi đếm đi ba. 1 Em sạn cái nào dính đó em bỏ ra riêng cho ba thả. 2 con nó bự. Bữa nay dính được 2 con cá lóc. Ý 3 con cá lóc, 2 con cá chê hả? 4 cá lóc. 4 cá lóc. 6 cá 5. Không có, bữa cử sáng nè. Cử sáng này dính 3 con cá lóc, 1 con cá chê. Mà nãy khúc cuối mình không có quay dính cá lóc ra sao, nó nhỏ mà mình không có quay cả nhà ơi. Nó cũng không nhỏ gì hung, nhưng mà tại mình đi trở lại rồi ba còn có mấy cần á, cái ba dính ấy mà. Mình kêu ba bắt luôn. Mình rất mong cả nhà thông cảm nha. Em giả vỏ cá lên em, nhiều view vỏ cá luôn, đang mình đi đó, thành quả buổi sáng á cả nhà. Ba cá lóc, con cá chê. Bữa nay mình ăn món cá chê nấu canh chua bông lục bình ha. Để hồi dở 12 cửa ngục coi có cá gì lụng dụng không, hay là bị cái ghe te ủi mất tiêu rồi. Ôi. Ba ông làm ruột hết một con chạy ra ông rượt ông chụp lại dính luôn cả nhà. 11. Con đó nó ngon. Bự con này. Thổi với bà nó mới vô. Khán giả góp ý là thổi nó sợ á. Coi chừng ba dở chưa có xuống kìa, ba thổi cái nó đi luôn à. 12. Em bé mini. Bây giờ đây, bữa nay chắc cũng cỡ 3 kg hả bà? Ừ. Cỡ 3 kg rồi cả nhà ơi. Hiện chút mình ăn uống rồi mình review tổng kết tổng số cá đầu lại cho cả nhà với xem với chuột luôn. Giờ thì mình đi dở 12 cửa ngục. Nãy giờ mình thăm 7 chuột xong rồi, giờ mình thăm 12 cửa ngục nha cả nhà. Để coi thành quả hôm coi còn 12 cửa ngục không? Hay là ghe hôm nó te đi luôn nè. Te mắt hay gì rồi? Đâu anh lừa thử coi. Nếu đi ngang không đụng thì nó kéo đi luôn. Te mắt hay gì rồi? Hả? mắc hay gì rồi. Anh đi đại đi. Ngay đó vô ngay bóc nó rồi. Nhằm khi nó kéo đi lại chỗ khác anh. Đây còn. Đổ thừa người ta. Nhằm khi nó dời đi chỗ khác, xích ghê. Quá trời ghét rồi. Đứt dây hết trơn à. Đứt dây mà không chừng rách trơn đồ, không có con gì hết trơn. Rồi. Hơn 12 cái cửa ngục còn mà không có con gì hết trơn cả nhà ơi. Con gì không anh? Chưa thấy con gì. Chưa thấy con gì. Hôm làm quá mà. Không có cả nhà, không có luôn rồi. Còn cá rảnh nhỏ. Không bơi. Con gì á? Con cá gô. Con cá gô. Được thành được con cá gô. Rồi. Ô. Cá lóc hay gì á? Con gì bồ dãy dữ vậy ta? Cá phi. Cá phi hả? Ừ. Bự không? Ồ. Ồ con cá phi vô nồi canh chua. Ngon lành. Ơi. Thành quả được con cá phi luôn cả nhà ơi. Con cá phi. Không có cá lau kiến nào đâu. Không, có con mà nhỏ xíu à. Có con nhỏ xíu à. Ta bắt hết rồi. Ô, nhiều không chú ơi. Hồi để đây đi mình đi bẻ con một bình luôn. Cái gỗ đó, anh. Rồi. Thành quả đựng con cá rô phi luôn cả nhà ơi. Giờ mình đi bẻ con một bình, mình nấu canh chua. Ồ. Mát không? Sáng cũng nực nè. Sáng nó tốt lại. Vừa vừa thôi nghe con gỗ đó thôi, chừa mới mốt tụi con xuống à, con mắm rồi. Đừng lên bờ, ủa người ta cuốn rồi hả Trinh? Cuốn cái gì vậy? Cuốn rồi. Sáng nó he nó tốt lại. Ừ. Chưa nở. Vô bụi luộc bình hết thấy anh luôn rồi. Hết thấy. Thấy có cái gỗ à, sâu vậy? Sâu vậy đó hả? Ừ. Sâu gớm. Thấy có cái gỗ không? Nó bẻ ngoài này thôi, đi đâu mà buồn như thế. Cặp cặp ở ngoài cạn không bẻ. Kìa có chiếc xuồng kìa. Chiếc xuồng bẻ bông lục bình. Lội. Ôi đây sâu. Buồn ra. Kìa có chiếc xuồng kìa. Bẻ bông lục bình. Có chiếc xuồng bé bông. Bữa nay thế nào? Ừ, hai bà con bằng con giò. Nhiều không hay á? Không có. Ít hả? Rồi hôm thân giá thân tới ký chuột hả? Ít gì trời? Vậy là ở trên bên này à, bên này chắc cũng được 2 kg ngoài. Của em có 2 kg ngoài 3 kg á. Anh đặt bẫy hơi bự á. Bẫy nhỏ á. Ủa ở đây ta thiệt quá trời ha. Hả? Có điều ngon hả? Hôm ta xịt bên ngay nữa gì ông ơi? Ông xịt đây nữa nè. Có đèn đó. Không có đèn ngay chăng cái cây đó chỗ đồ nó luôn đó. Có cái đèn thiệt đó, ngay cái cây chú cẩm. Nó ngay cái cây đó đó ngay. Từ trong cái cây lùm tùm trong đó ra đây rồi lên tới trên đó luôn á. Vòng đó rồi vòng đó luôn, hồi hôm thấy bóng đèn chớp chớp trên chân cái cây đó luôn. Đẩy qua đây mới lục bình cho nó xanh sản, đặng cho cái ghe xiệt nó đừng có vô. Chạy. Lại không có nào không chạy được. Hôm cây đèn chớp ngay đó đó. Đó. Cái cây đó. Còn đó. Từ trong cái lùm cây bự trong đó ra tới ngoài này rồi luôn. Làm gì anh Sinh? Làm gì anh Sinh? Đẩy lục bình qua đây. Chứ không phải không biết lội đu theo hả? Trời ơi, nhiêu được rồi, trời ơi, còn nằm trên đó bẻ không nữa. Nó bẻ nguyên chồng của anh đó. À, vô kinh này nè con. Mọc bít kinh luôn cho anh ta khỏi ủi. Khỏi tay à. Hồi 11 giờ mấy tôi cấm cái luồng này 6-7 chục câu. Rồi hôm dính được 3 cá chê, 3 cá lóc. Ông đẩy con trái trắng còn nguyên màu với nó lên. Ồ, bỏ con bông này sao mà bông này nó chưa có nở, nó chưa có đẹp hung. Đường này đi lại đằng ngã Ba Kinh nằm chín được 4 con, 3 cá lóc, 1 con cá chê. Quá trời luôn. Còn chim cái không. Mình dở 12 cửa ngục xong rồi. Bẻ bông lục bình cũng xong. Vợ mình thì đang dọn 3 cái bẫy chuột vô. 3 thị sản mớ cá ra đặng mằn nấu canh chua. Đây, cái thành quả 12 cứ ngục của mình thì được con cá gô bự, con cá phi cũng bự. Giờ mình làm thêm con cá chê nữa được bay. Cái chê trắng bự này đi. Ừ, làm con bự. Cái kia. Ô, cái chê dừa. Cái chê dừa hả? Ừ. Cũng ngon. Ừ. Rồi, vậy là thành quả mình nhiêu đó đi. Buổi sáng ăn nhiêu được. Làm thêm này nữa đi. Ủa, cá lóc đó đừ hả? Nó hơi đừ đừ kệ. Ừ. Làm luôn đi. Rồi hôm nó bị ngọt hết con cá lóc. Làm luôn. Làm hết luôn đó. Sáng lội với kênh bẻ bông lục bình. Cảm giác mắt điêu cái mu ghi. Lúc anh lủi vô trong lục bình em thấy, còn thấy cái đầu không? Thấy cái gỗ á. Cái gỗ anh bưng lên vậy nè chứ anh hết thấy. Sâu quá. Kinh sâu hết hồn. Thấy cái chớp đen cái nón. Phải đừng có ghe te là trúng mánh đấy cả nhà. Tại có ghe te chuột ngon lắm nha. Chuột bữa nay mình chiến thắng cái chú hồi nãy luôn. Ghe con nhỏ nó bò ra kìa. Kệ nó đi. Ừ. Nhỏ quá anh đựng không được. Ừ. Chuột ngon ngon không à. Ừ. Mà cũng có nhiều cô chú góp ý là con chuột nhỏ nó sẽ ngon hơn con chuột bự. Hả ba? Ừ. Con chuột nhỏ nó mềm nó ngon hơn chuột bự hả? Ừ. Chuột lứa là ngon nhất. Chuyến đi thám thính tình hình đồng mới này thì nói chung cũng không thất bại hoàn toàn, cũng được chứ không đến đổi tệ cả nhà ơi. Thì cũng có nhiều bạn vô hỏi tại sao mà có một chiếc đi có chiếc xe 2 chiếc xe mà sao chở đồ nhiều vậy. Thì chiếc xe của mình đó là chở đồ hết luôn, chở mùng chiếu thì 3 chở. Còn mình là vật dụng rồi là mình gom lên chiếc xe mình hết. Đường mình bột ngọt, nước mắm, lòng chuột. Là mình chảo một xe của mình. Ba thì chở vợ mình với bó câu với bịch mùng mền. Rồi. Cá cha con mình mần xong này cả nhà ơi. Mớ khứa nhỏ này thì khô khô hả bà? Ừ. Bông lục bình. Cái gỗ bông lục bình nó chưa nở, nhìn cũng đẹp á. Ừ, chưa nở nó... chút xíu he nắng lên nó mới nở. Nó muốn nở nè, nắng nắng lên là nở. Giờ mình thì bỏ cục me vô đang chuẩn bị. Cho nó mềm đặng rồi mình dặm. Này hồi bông lục bình nó nở lên đẹp lắm. Ừ. Mấy cái bông ngày hôm qua đó. Đầu hé lên nở rồi đó. Mấy cái bông ngày hôm qua đó là bữa nay nó teo lại đó ba. Đâu phải nó ngủ. Nó ngủ hả? Ngủ trưa lắm. Chắc chưa nắng lên nó mới nở. Ừ. Hé mặt trời lát rồi cái y mới là ấy. Y mới nở, bắt đầu nở lên gai lên rồi đó. Cái này đâu phải nó nở một ngày, nhưng mà nở cái này, cái cành hoa này cũng nở, bắt đầu nó teo từ cành gì nè. Vậy hả? Ừ, teo từ cành lên. Rồi cái này thì nổi nắng lên chút xíu, có nắng lại bắt đầu y bung ra làm gì nè. Còn mà ban chiều thì y tóp lại gì, tóp sát vô luôn, ngủ mà. Ôi cứ cá chê nó ú. Cá chê tháng này ngon dữ lắm cả nhà. Mỡ không à. Nhẹ nhẹ. Quá trời, cái nồi canh chua này dữ rồi. Ê, ăn cho đã. Ăn cá rô kho đi em ơi. Rồi sơ lên. Đó. Cả nhà biết thiếu gì không? Ngò. Thiếu ngò. Giờ mình rửa bông lục bình, mình chuẩn bị cá chính là nhập tiệc. Chở theo cái thùng nước gì xài nó thoải mái lắm cả nhà. Cá chê tháng này nó xuống sông nó mềm hả bà? Ở trên cái khu đồng này ếch thì không biết làm sao, chứ còn thấy mấy cái khác người ta bắt dữ lắm bà. Mấy cái khác người ta bắt dữ lắm, cá chuột con này con kia người ta bắt dữ lắm. Hồi hôm có ai thổi quắt đâu bên kia nữa, con nghe kêu á. Ừ. Ta khai thác dữ dằn lắm cả nhà ơi. Ở đây là cái đồng lớn này là coi như người ta tập trung về đây người ta bắt. Mạnh nay nấy sang bắt trên cái đồng này. Cái gì chứ cái đồng nhỏ ít người ta đi không tới á. Ừ. Chê đồng nhỏ. Với đồng nhỏ người ta nói chê. Không có gì người ta không đi ha. Ừ. Mấy cái đồng lớn này người ta tập trung về săn bắt, lớp thì ghe, lớp thì đi bộ, lớp thì xuồng. Nó nhìn cái trứng. Ừ, trứng không. Ừ. Cà phê cái ruột trứng không hả bạn? Ừ, trứng không có chê nữa thấy không? Nè, trứng nè, 2-3 đùm trứng mỡ không có gì chứ. Thành ra ba không có lấy có khúc mà đen lấy ra rồi nè. Ừ. Ừ. Hôm nay là canh chua quá trời luôn á. Ừ. Nó ra mỡ nữa đó bà. Mỡ ra dữ lắm, lắm này cá mỡ không có vô vậy. Đó. Vào. Vào đi em. Vào. Quả phát mà. Lâu lắm rồi mới được cái dịp này. Bông lục bình. Bông lục bình. Thấy vậy chưa, có chỗ nhóc hết trơn mà không có bông đó. Chứ đừng có nói mà chỗ nào có bông. Chỗ vậy nào mà bữa hổm là không có bông đó hả bà? Bị gì nước đó nó dơ. Cái này là nước phù sa, nước trong sạch nè, là nó bông dữ lắm. Ở dưới nó nở từ từ rồi đó anh. Đó, nở rồi đó. Nó nở rồi đó. Mặt trời lên. Dạ. Mặt trời ngủ là công tử mà, lục bình là công tử mà. Bà ngủ khi nào mà nổi nắng lên y mới là thức. Này nấu canh chua tép, nấu gì cũng ngon nha. Nấu canh chua tép. Xào tép ngon. Còn đã nữa kìa. Rồi. Vậy là xong đó hả? Xong. Rồi giờ mình kho đi nha. Đúng đi. Wow. Quá trời ngon nồi canh chua. Quá đã. Mà còn hơi thiếu. Thiếu ngò. Vài cọng mồm ngò gì cũng được. Ngò quế. Quả thơm phức. Cá rô ngon quá ha. Trứng không. Quá ngon. Mời cả nhà dùng bữa với cha con tôi cả nhà ơi. Sáng nay cũng quy hoàng nấu canh chua quy hoàng cả nhà ơi. Mời cả nhà. Mời cả nhà ăn cơm với cha con mình luôn nha cả nhà ơi. Này, em thành phẩm. Tôi cả nhà. Bông chua đũa hôm qua đâu à, bông chua đũa hôm qua này hôm đâu qua mình ăn sống thấy ngon quá. Không, bông chua đũa không ngon mặn mày đâu. Nó giòn giòn á em. Giòn. Bông chua lũa kìa đưa chiến vậy mà nấu rồi xèo, còn là cái này nấu rồi làm như nó xèo nhưng mà nó giòn giòn ngộ lắm nè. Này vừa ăn vừa có lục bình nó sau lưng luôn nè. Quá ngon. Bữa nay ăn bụng cho no nê cả nhà. Thức hồi hôm giờ. Wow. Cả nhà ơi, ngon quá. Cái thịt trắng tháng này ngon lắm. Tháng này thì nó ở dưới sông không? Trên ruộng khèo. Ngon. Cả nhà nghe cái gì không? Cái bụng mình nó sâu vậy. Bụng nó giòn trời. Thấu luôn. Đói bụng quá cả nhà ơi. Quá ngon. Có chị chẳng nấu canh chua bằng ruột bình quá ngon. Được, em bước lại đẳng dần cái. Đói bụng quá. Mượn dạ mình canh dùm xả không dính. Mình hơi cao. Mình mời cả nhà dùng bữa với cha con mình luôn nha. Hôm nay lên đây thì cũng đỡ đỡ thôi chứ không có dữ dằn. Anh xích vô hồi nó không dính. Mà thấy cái cuộc chăn bắt bữa nay là thấy ngon lành lẽ, chiều qua lại tả quần xuống thấy ngon lành lẽ cả nhà biết không? Lội vòng vòng qua quớt 4-5 mét. Vì sao chơi ớt ăn cái buổi chiều nó ngon lành vì sao? Bắt 4-5 mét mà mình không có quay được, dở quá. Bị gì lội ngang kinh quá sâu cả nhà. Mình đâu có ngờ kinh trống là cái kinh ngon lành đâu. Tới chừng thăm giác được 3 cá chê 3 cá lóc mình mừng trong bụng rồi được ký ngoài cá. Tối sinh sau sáng đẻ vậy, ai về đâu 11 giờ phát sinh ra một cái chiếc ghe te. Nghe chạy phình phình từ đầu kia lại đây rồi vô luôn rồi. Tôi nói sáng kể như hút cháo gùa thiệt. Sáng đi luôn cái kinh đó. Kinh này được 24 cần dính được 3 con. 4 con. Cá rô trứng hồng gốc. Cá lóc và cuốn. Mỗi trời. Rặn vô nấu rồi nước nó ra cái bông hoa hơi tím tím cả nhà. Đụng cục chỏ. Thăm quần đầu thấy dính là mừng dữ rồi. Mừng ơi, mừng. Cả nhà biết không? Dứt ba cái chi trắng bự đó, muốn cay vòng cổ rồi. Mừng. Ừ. Đó. Cái phi nè. Ừ. Đi. Làm quá xá ngồi không vậy? Chứ sao không biết đi đâu đây. Dám trở lại chùa Phật học 2 của Sóc Trăng không ba? Mé bên chỗ trồng sen á. Dám chứ, chỗ dính ra thác lát đó. Chỗ đó cũng ngon lắm à. Chỗ đó còn cá nhiều. Cá thì nóc. Chuột cũng nhiều nữa. Ừ. Điều cấm không có nhiều chứ đi chút xíu mình. Chỗ mình vậy mà bữa đó cũng 3-4 kg cá chứ sao, cũng có mấy cá bự bự không. Chỗ đó khai trương đầu năm đó nè, chỗ chùa Phật học 2. Ừ. Đó. Rồi giờ cha con mình ăn cơm cũng xong. Thì dọn dẹp nãy giờ cũng hết mớ cả nhà. Thì mình đem thành quả lên mình tổng số lại cái đặng mình kết thúc chuyến đi. Cá thì chắc cũng tầm cỡ 1,5 kg à. Không nhiều đâu cả nhà ơi. Chuột thì cũng cỡ 3 kg cả nhà. Còn cá lóc khủng. Con cá bự. Còn lên 2 con cá lóc mà con bự một. Này cha con mình hôm nay lên đồng này thì cũng không có thắt lắm mà cũng không có trúng lắm, cũng đỡ. Thì video của cha con mình chắc cũng xin tạm dừng tại đây cả nhà ơi. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Mình chào tạm biệt cả nhà. Cuối video thì mình cũng xin chúc cô chú anh chị và các bạn có một ngày mới dồi dào sức khỏe nha. Nói chuyện muốn lẹo lưỡi luôn, mong cả nhà thông cảm.